Quý vị biết không, mới đây thì tổ chức xúc tiến thương mại môi trường Nhật Bản xin phép lùi thời gian công bố kết quả thí điểm làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ nano bioreactor của Nhật Bản thêm 2 tháng tới ngày 17 tháng 9 năm 2019. Và lý do mà tổ này đưa ra là bởi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội đã xả khoảng 1,5 triệu mét khối nước hồ Tây vào sông Tô Lịch, nơi có khu thí điểm làm sạch nên toàn bộ hệ vi sinh vật có lợi cho các thiết bị kích hoạt trong vòng gần 2 tháng đã bị cuốn trôi toàn bộ. Sông Tô Lịch ngày 18 tháng 7, theo người dân, việc xả nước vừa qua chỉ khiến con sông trong xanh được trong một thời gian ngắn. Ngay sau khi nước rút, đã lập tức xuất hiện cá chết và mùi hôi thối đặc trưng. Tháo nước vào thực sự ra mà nói cũng chỉ là trong vòng chốc nát, 2-3 ngày thời gian tháo nước thôi. Thế nhưng mà tháo xong rồi thì lúc nước rút rồi thì cái môi trường, cái hơi của nó thì nó vẫn lại trở lại cái tư thế bình thường. Trước đó, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội cho rằng việc xả nước hồ Tây ra sông Tô Lịch là vận hành theo quy trình hệ thống thoát nước của thành phố Hà Nội khi mà mực nước của hồ Tây đã lên quá cao. Cái hồ Tây thì trong thời gian qua đã mực nước đã cao hơn độ khoảng sắp xỉ 30 cm, thì để đảm bảo cái công tác thoát nước chống ngập một cách chủ động thì chúng tôi theo đúng quy trình của thành phố thì sẽ tiến hành xả nước từ hồ Tây ra hệ thống thoát nước mà đầu nguồn của nó là sông Tô Lịch. Thế thì cái này cũng nằm trong cái quy trình bình thường của công ty thoát nước Hà Nội cũng như thành phố Hà Nội trong cái mùa mưa để đảm bảo chống ngập cho thành phố. Về phía Nhật Bản, đại diện chuyên gia cho biết việc xả hơn 1 triệu mét khối nước hồ Tây ra sông Tô Lịch đã ảnh hưởng đến việc thử nghiệm. Cụ thể đã khiến toàn bộ hệ vi sinh vật có lợi cho các tấm bioreactor kích hoạt trong vòng gần 2 tháng qua bị cuốn trôi và làm lại từ đầu. Gần như chúng tôi phải làm lại từ đầu và cần tối thiểu trên 1 tháng để kích hoạt trở lại hệ vi sinh vật có lợi. Đến lúc đó, việc lấy mẫu đánh giá mới có thể chính xác, khách quan. Và lần này thì chúng tôi đã cải tiến về mặt sinh học và đảm bảo dù có tiếp tục xả nước như vừa rồi thì các vi sinh vật cũng không bị cuốn trôi và tiếp tục nhiệm vụ làm sạch sông Tô Lịch. Trong chiều ngày hôm qua 18 tháng 7, các chuyên gia Nhật Bản cũng đã tiến hành lấy mẫu nước tại Hồ Tây để kiểm tra đánh giá chất lượng nước tại đây sau 2 tháng sử dụng công nghệ nano bioreactor. Còn việc thí điểm trên sông Tô Lịch sẽ tiếp tục tiến hành đến giữa tháng 9 năm nay.